Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat. Có thể nói một trong những hãng sản xuất ra các mẫu laptop gaming được ưa chuộng nhất hiện nay, Lenovo là cái tên không thể nào được bỏ qua. Với sự thành công cực lớn của dòng Legion 5 thì mới đây, Lenovo vừa mới cho ra mắt chiếc laptop gaming Legion 5 Pro với những cải tiến từ hiệu năng, màn hình cho đến thiết kế. Hãy cùng mình vào video để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc laptop gaming mới ra mắt này nhé. Ấn tượng đầu tiên của mình khi nhìn vào chiếc laptop này là màu sắc. Nếu như hầu hết các mẫu laptop gaming đều được thiết kế với gam màu trầm hoặc là đen để thể hiện đúng tính chất gaming của máy, thì với chiếc laptop này lại được bao phủ toàn bộ vỏ máy bằng màu trắng. Nhưng không vì thế mà nó không thể hiện được sự mạnh mẽ cá tính. Với màu trắng này làm cho chiếc Lenovo Legion 5 Pro nổi bật từng góc cạnh, thiết kế gaming của máy. Logo Legion 5 được đặt ngay ngắn ở chính giữa, giúp người dùng có thể nhận diện dễ dàng được thương hiệu. Vỏ máy được làm bằng chất liệu kim loại khiến tổng thể chiếc máy trông vô cùng chắc chắn. Và vì là một chiếc laptop gaming nên cân nặng sẽ không phải là ưu điểm. Chiếc laptop này nặng 2,49kg, độ dày là 1,99cm. Tuy vậy, với cân nặng và kích thước này thì bạn vẫn có thể hoàn toàn mang ra ngoài để học tập và làm việc. Màn hình của chiếc Legion 5 Pro này có thể nói rất chất lượng. Với kích thước là 16 inch, tấm nền IPS, độ sáng lên đến 500 nits, 100% sRGB, đem lại cho bạn trải nghiệm hình ảnh vô cùng sắc nét. Độ sai lệch màu gần như là bằng không. Ba cạnh được thiết kế siêu mỏng để tối đa diện tích cho màn hình. Điều này còn khiến chiếc laptop này trông cực kỳ sang trọng và hiện đại. Bên cạnh đó, nó còn sử dụng công nghệ anti-glare, low blue light giúp giảm tối đa ánh sáng xanh có hại, bảo vệ mắt và sức khỏe của người dùng. Bạn có thể sử dụng chiếc màn hình này thoải mái cả một ngày mà không lo mỏi mắt. Tần số quét lên đến 165Hz. Có thể nói với tần số quét cao như vậy thì sẽ đem đến cho bạn một trải nghiệm hình ảnh vô cùng mượt mà. Bạn có thể chiến mọi tựa game mà không có bất cứ hiện tượng xé hình hay là giật lag nào, kể cả với những tựa game bom tấn hay là các game 3A. Và dù cạnh viền mỏng nhưng vẫn được Lenovo trang bị một chiếc camera HD 720p để bạn có thể thoải mái học tập và làm việc trực tuyến. Ở phần mặt C, có lẽ là điểm mình thích nhất về phần thiết kế của chiếc laptop này. Bàn phím là bàn phím tiêu chuẩn, phím bấm vuông vắn, hành trình phím sâu, tạo cảm giác gõ rất là đồng tay và không có một chút flex nào cả. Màu bàn phím là màu trắng, còn được trang bị thêm đèn LED xanh. Điều này không chỉ cho phép bạn làm việc trong môi trường thiếu sáng mà phần bàn phím cũng cực kỳ nổi bật, lạ mắt. Phần touchpad được làm hơi lệch về phía bên trái, cho cảm ứng đa điểm, khiến những cú vuốt chạm của bạn cực kỳ mượt mà. Khi sở hữu chiếc laptop này, bạn sẽ có bộ vi xử lý AMD Ryzen 7 6800H với 8 x 16 luồng, 16GB DDR5, 512GB SSD. Bên cạnh đó còn được tích hợp các đồ họa NVIDIA RTX 3060. Với cấu hình khủng như vậy thì bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh và dựng video thoải mái trên các phần mềm như là Photoshop, AI. Bên cạnh đó, nó còn cho phép bạn chiến mượt các tựa game yêu cầu cấu hình cao. Một phần không thể bỏ qua của chiếc laptop này đó là phần tản nhiệt. Khi chơi game trong thời gian dài sẽ làm sản sinh ra nhiệt khiến máy nóng lên. Vì thế, Lenovo đã trang bị cho tản nhiệt cực kỳ hiện đại với công suất làm mát siêu nhanh, khiến chiếc Lenovo Legion 5 Pro này được hạ nhiệt một cách nhanh chóng. Các khe tản nhiệt được thiết kế xung quanh cạnh viền để giúp chiếc máy này tỏa nhiệt nhanh nhất. Vậy nên, dù bạn có chơi game trong thời gian dài cũng không lo là máy quá nóng. Cuối cùng thì về các cổng kết nối cũng được Lenovo trang bị rất đa dạng, bao gồm 3 cổng USB Type-A, 2 cổng USB Type-C, 1 cổng USB Thunderbolt 4, 1 cổng HDMI, 1 jack cắm tai nghe để bạn có thể kết nối hay là truy xuất với bất cứ thiết bị ngoại vi nào. Có thể nói thì Lenovo Legion 5 Pro là một chiếc laptop gaming cực kỳ hoàn hảo và mạnh mẽ, từ thiết kế cho đến hiệu năng đều có sự cải tiến, đổi mới rất chất lượng. Với hiệu năng cực khủng như vậy, không chỉ đáp ứng cho những bạn muốn chơi các tựa game mạnh mà còn cực kỳ phù hợp với dân làm đồ họa, lập trình viên. Link sản phẩm mình sẽ để ở phía dưới, các bạn có thể ấn vào và tham khảo kỹ hơn nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.